Under 85 kg Mèo Quai Mèo Quý cùng Hoàng Phương. Ok, cảm ơn. Rất sợ Giác Ha Jimmy Chen Ca. Rồi, triangle. Silver Bách. Buông ra luôn, lên turtle. Lên turtle đi, lên turtle. Lên turtle. Bỏ lên hay rồi, bắt chân, bắt chân. Cậu tới, đúng rồi. Về ga, bắt chân lại, tốt. Bán kết hạng cân trên 85 kg đàn trắng. Góc này xanh Nguyễn Phụng Hoàng Vương. Góc này đỏ Zaka Silver Black Back MMA. Góc Black Hoàng Vương. Thì hai điểm tách đao cho Hoàng Vương. Wrestler thực sự có đẳng cấp. Hoàng Vương từng là một vận động viên vượt cấp quốc gia cũng như là một võ sĩ MMA. Quay vô thấy con đường luôn. Rất khao con này giữ rất chặt. Cái tay trái kê vô cổ của đối thủ. Hoài Phương vẫn đang áp lực xuống. Còn Saka thì phòng thủ. Anh đồ hút cái mặt rồi vậy. Móc cái tay xuống dưới mặt, tay trái của anh á. Hãy hông ra, hai tay đẩy hông. Rút con chảo của anh vô, đừng có ôm. Rút con chảo trái vô, đúng rồi. Đẩy ra từ từ. Xuyên từ từ ra, xuyên ra. Hôm nay là một ngày không may mắn các bạn thật. Ở đâu được tiếp tục. Back to the guard. Rất mạnh mẽ. Kiểm soát cổ từ Hoài Phương. Cả hai võ sĩ đều có lối đánh tích tao gặp nhau. Splash rất đẹp của Zaka. Ngay lập tức anh ghi được 2 điểm. Đưa tay phải vô giữa luôn. Hoàng Phương đang phục thủ Toto. Hất lên. Rồi, ngồi dậy. Đối thủ mai rùa. Lưng. Quay ngược lại. Giữ cổ đi. Ai là rất mạnh. Và đây là những võ sĩ đánh từ tách đầu. Hoàng Phương đã set up một Anaconda. Một phút 30 giây.